chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sam Channel. Các bạn ơi, trước mặt tất cả các bạn đây là ba loại trái cây thì cũng rất là quen thuộc với lại chúng ta đúng không? Thì mình xin giới thiệu, đây là trái dưa lưới. Đây các bạn, đây là trái dưa lưới nè. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà rất là nặng nha, rất là nặng luôn. Còn đây là táo, táo gala nha các bạn. Đây, mặc dù mình mua một loại thôi nhưng mà nó có tới hai cái tem lận các bạn ơi. Đây nè các bạn, đây là một cái tem màu vàng và đây là một tem màu xanh. Đây, còn đây, đây là trái lê này các bạn. Đây là lê, đây là lê Trung Quốc nha các bạn. Đây, đây là một trái lê Trung Quốc. Đây là rất nhiều trái lê Trung Quốc. Thì Việt Nam mình cũng có bán nhiều giống lê của các nước khác nhau, nhưng mà thì cái bản thân của mình cảm nhận thì lê Trung Quốc thì mình ăn rất là ngọt và rất là mát, đặc biệt là rất là nhiều nước nha các bạn. Còn mình ăn lê của những nước khác, những nước ngoài nhập về Việt Nam thì mình cảm thấy ăn nó không có được mát được nhiều nước như là lê Trung Quốc. Cho nên là bản thân mình thì mình cảm thấy mình thích ăn loại trái cây nào thì mình mua thôi, không phải nhất thiết là mình phải kỳ thị hàng Trung Quốc nha các bạn. Còn đây, đây là một chén muối, đây là muối Tây Ninh. Đây là muối Tây Ninh thì mình có thói quen là khi mà mình ăn táo thì mình sẽ chấm muối thì mình cảm giác là nó sẽ ngon hơn. Đây các bạn, thì trái dưa lưới này thì mình mua tới 50 ngàn một ký nha các bạn. Và các bạn ơi, thì hiện tại là dưa lưới của mình đó đang vào mùa thì nó rất là rẻ. Cách đây tầm một tháng thôi thì cái tháng mà dịch đó, thì tháng dịch corona covid đó các bạn, thì mình nhớ là mình mua tới 80 ngàn một ký lận đó. Thì bạn nào có sở thích ăn dưa lưới á thì mình tranh thủ mình mua mình ăn, tại vì nó đang vào mùa thì giá là khá là rẻ, có 50 ngàn thôi cũng chấp nhận được đúng không các bạn. À mình quên nói, cái trái này là tầm 1 ký 3, là tầm 90 ngàn, khoảng 90 ngàn đó các bạn. Đó, nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà rất là nặng luôn á đó. Đó, rất là nặng nha các bạn. Và ruột là ruột đỏ nha, ruột đỏ. Còn đây, đây là táo gala nhập khẩu. Nhập khẩu ở đâu thì mình không có biết, tại vì tất cả các loại trái cây này thì mình vô Bách Hóa Xanh mình mua các bạn. Đó, Bách Hóa Xanh thì hiện tại thì hầu như là xã nào cũng có, ấp nào cũng có một cái, cho nên là mình cũng rất là dễ mua những loại trái cây mà ngoài chợ không có bán á các bạn. Mà giá thì mình cũng thấy là cũng tương đối là rẻ. Đó, táo mình mua tới 52 ngàn một ký. Nhưng mà ở đây là tới 2 ký 0.07 gram. Đó, thì nhìn nè các bạn, thì mình cảm thấy nó cũng không có nhiều lắm. Thì mình về mình cũng chưa có cân lại, nhưng mà mình đoán là chắc là cũng chính xác, không có ăn da đâu ha các bạn. Đó, táo này thì nó không có sốt, nó giòn nha các bạn. Đó, mình rất là ghét ăn táo bở, táo mà kiểu táo Trung Quốc á các bạn. Còn táo này thì mình ăn nó giòn và rất là ngọt. Đó, còn lê này thì mình mua là giá 42 ngàn một ký. Một ký tới 42 ngàn. Đó, này các bạn ơi, thì mình cảm thấy là trái lê nó không được tươi nữa các bạn. Đó, cuốn của nó thì nó héo và rất là đen thui. Cuốn rất là đen thui. Nhưng mà được cái thì mình ăn mình cảm thấy là ngon hơn tất cả các loại lê khác. Thì như đây là 2 ký 0.98 gram. Đó, đó các bạn, đây, đây là hóa đơn mình mua nè các bạn. Đó, những cái mà mình gạch mực màu xanh là mình mua nè các bạn. Đó, thì cái hóa đơn này là mình đi mua lúc ngày hồi tối hôm qua, mình có công việc mình vô Bách Hóa Xanh á, thì mình cảm thấy mình thích ăn những loại trái cây này thì mình mua về. Hôm nay mình sẽ review cái cảm nhận của mình cho các bạn xem. Thì đầu tiên mình sẽ ăn ăn táo trước đi. Bây giờ mình sẽ gọt táo. Mình cũng đang chuẩn bị cái dao bào này các bạn. Đó, thì các bạn ơi, thì mình đọc trên báo thì
họ có ghi là táo mà đầu số số 4 hoặc là số 3 gì đó thì mình ăn không cần gọt vỏ hay sao cái đó các bạn. Tại vì táo táo nhập khẩu mà họ vận chuyển xa các bạn, thì mình nghĩ là không biết có cái thuốc gì để bảo quản nó không. Thì mình nghĩ là mình ăn thì mình nên gọt vỏ các bạn. Nếu mà các bạn thích ăn vỏ thì mình có thể là mình ngâm nước muối đó, ngâm nước muối ấm, ngâm trong vòng 15 phút rồi hãy ăn nha các bạn, chứ đừng có ăn như vậy với lại táo táo róc két đó các bạn. Thì trong siêu thị nó bán táo là táo Hàn Quốc, một trái nhỏ xíu thôi đó, có 4 trái thì tới hết hết bao nhiêu ta, bữa mình đi siêu thị mình mua mà mình quên rồi, cũng mắc lắm luôn á đó. Thì mình ăn thì mình luôn luôn mình gọt vỏ đó, chứ mình không có ăn vỏ nha các bạn. Đây đây các bạn ơi, rất là ngon rồi các bạn ơi. Bây giờ chén muối đây rồi, bây giờ mình sẽ chấm vô, mình ăn nha các bạn. Các bạn ơi, táo rất là giòn đó các bạn nghe mình nha, rất là giòn luôn và ngọt. Chấm với muối tây ninh quá là xuất sắc. Thì cái táo này á thì đa phần mình ra chợ mình mua thì mình nghĩ 100% ra táo Trung Quốc nha các bạn. Cho nên là bạn nào mình thích ăn táo thì mình nên vô siêu thị hoặc là Bách Hóa Xanh, gần nhất là Bách Hóa Xanh, rồi mình vô mình mua sẽ yên tâm hơn. Giống như xuất xứ của những loại trái cây này thì họ luôn ghi rõ ràng đó, không có mập mờ nha các bạn. Cho nên là mình mua mình cảm thấy rất là yên tâm và giá cũng phải chăng chứ không có mắc lắm. Rất là ngon, rất là tươi nha các bạn. Táo rất là giòn và ngọt, không có chua, không chua luôn các bạn ơi. Hôm qua mình đi mình mua thì táo cũng có lẫn những trái mà lâu mà không bán được các bạn đó, nhân viên nó trộn lẫn vô thì mình mua mình phải lựa nha các bạn, mình để ý là mình phải lựa, không là mình sẽ mua nhầm những trái héo, những trái lâu ngày mình mua về mình ăn nó sẽ không còn được giòn nữa các bạn đó. Ngọt thì chắc chắn sẽ ngọt hơn, tại vì nó héo thì nó sẽ rút cái nước đi nhưng mà nó không được giòn, thì mình ăn mình cảm giác nó không có được tươi đó các bạn. Rất là ngon, chấm muối nữa càng tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ qua mình ăn trái lê. Táo mình ăn để mình cảm nhận cái vị nó như thế nào và mình nói cho các bạn thôi. Còn cái đống này thì mình sẽ để dành mình ăn từ từ, chứ mình không ăn hết được nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Nè các bạn, nè cái mã nó tuy là hơi xấu đó, nó rất là nó không có được đều đó, nó xấu xí rồi các bạn, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Chết rồi các bạn ơi, mình mua phải trái bị hư rồi. Này các bạn, đây hàng Trung Quốc này các bạn đó, mình mua thì mình phải chịu rủi ro đó, nó bị đen rồi nè các bạn thấy không đó, mình mua mình phải chịu rủi ro tại vì hàng nhập khẩu vô nước của mình thì cái thời gian vận chuyển nó lâu á các bạn, bảo quản không được tốt nữa thì nó hư thôi, không có gì hết trơn. Thiệt là buồn. Mình mua 2 kg, gần 2 kg mua không được 6 trái và đã hư hết 1 trái rồi, rất là buồn. Mặc dù mình mua thì mình cũng lựa rất là kỹ, là mình sẽ lựa những trái mà cứng nè đó, sờ không có bị mềm và vỏ thì không bị dập đó các bạn, mà mua về thì cũng hư. Buồn quá. Mình thì hiện tại là đặc biệt là thích ăn ngọt.
nên là mình rất là ưu tiên những loại mà trái cây ngọt thì mình sẽ mang cho mình nhiều năng lượng đó các bạn. Đây, mình đã gọt xong được trái lê rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra mình ăn, mình sẽ cắt muối câu. Đây. Lê thì mình ăn vô miệng thì sẽ có cái cảm giác mà lớn cấn đó các bạn. Tại vì ruột của nó thì sẽ có những cái hột mà cứng cứng giống như là hột ổi vậy đó các bạn, nhưng mà nó không cứng tới mức đó, mình ăn mình sẽ bị lớn cấn trong miệng. Mình cũng sẽ chấm muối mình ăn nha các bạn. Đây, muối tên lên của mình đây, mình sẽ chấm vô. Thơm lắm các bạn ơi, lê rất là thơm nè, không có giòn bằng táo, giòn giòn mà mềm mềm, nhưng mà rất là ngọt, ngọt nhưng mà ngọt thanh nha các bạn, ngọt khác vị ngọt của táo, ngọt rất là thanh, làm cho mình ăn vô cảm giác rất là mát. Ngon lắm các bạn ơi. Theo như mình biết thì táo nè, lê nè, là những trái cây mà mình trồng chỉ trồng được ở xứ lạnh thôi, cho nên là Việt Nam mình không có trồng được các bạn, mình phải nhập khẩu từ nước ngoài về, mà gần nhất thì sẽ là Trung Quốc. Thì cái giá thành mình nhập về so với Mỹ, Hàn Quốc hay là những cái nước khác xa hơn thì cái giá thành mình nhập bên Trung Quốc về thì nó sẽ rẻ hơn, và người tiêu dùng người ta sẽ tiêu thụ mạnh hơn đó các bạn. Cho nên là với lại là cái quãng đường từ Trung Quốc về Việt Nam thì rất là gần, cho nên là cái công đoạn mà họ bảo quản thì mình nghĩ chắc là cũng không có ghê gớm như là những nước ở xa như Mỹ nè, Úc nè, hoặc là Hàn Quốc nè đó. Cho nên là hồi trước thì mình cứ nghe là kỳ thị hàng Trung Quốc như thế này như thế kia, nhưng mà thực chất thì mình dân người ta họ ăn đâu có sao đâu, đúng không các bạn? Quan trọng là cái công đoạn mà người Việt Nam họ nhập từ Trung Quốc về Việt Nam, người Việt mình bảo quản như thế nào thôi, chứ không phải là do Trung Quốc nha các bạn. Cho nên là những bạn nào mà kỳ thị trái cây Trung Quốc thì các bạn cũng nên suy nghĩ lại. Rất là ngon. Thời tiết thì hiện tại là đang rất là nóng các bạn. Ở chỗ mình thì một ngày mưa nè, một ngày không mưa nè, qua ngày hôm sau thì mưa nè. Mà mưa toàn là sáng sớm không các bạn à, sáng mở mắt ra đã mưa rồi, chiều thì nắng chang chang vậy á. Hôm nay thì từ sáng đến chiều đều nắng như điên đảo, không mưa được dằn nào hết trơn á. Rất là ngon. Với lại mình cho bát hóa xanh mình mua các bạn đó, mình có thể mua một trái mà mình đi mình cân, chả ai nói gì mình hết các bạn. Nhân viên thì bạn nào cũng rất là trẻ đó, còn trong chợ nhiều khi hả mình mua chưa tới 1 ký nữa, mà người bán hàng những người lớn tuổi các bạn, người ta cũng kỳ thị mình nữa các bạn, rất là khó chịu. Mình vô mấy cửa hàng tự chọn mình mua thì mình cảm thấy à, mình được tự do thoải mái lựa chọn này các bạn. Nhiều khi mình lựa trong chợ, lựa này lựa kia, người ta còn nói mình là làm gì mà lựa dữ vậy, rồi lựa mấy trái ngon mấy trái xấu ai mua bán cho ai đó vậy á. Còn mình vô Bách Hóa Xanh hay những cửa hàng tự chọn như siêu thị đồ á thì hả mình thoải mái mình lựa các bạn, chả ai nói gì mình hết trơn. Những cái nào mà trong Bách Hóa Xanh đó nó bán không mắc quá thì mình cũng sẽ ưu tiên là vô trong đó mua, tại vì đơn giản là mình được tự do, không có ai dòm ngó mình khi mà mình mua hàng hết các bạn. Ngon quá. Mình cảm nhận cái vị lê như vậy là đã đủ rồi. Bây giờ mình sẽ qua một loại trái cây cuối cùng, đó là dưa lưới, cực kỳ nặng các bạn ơi. Dưa lưới này nè,
thì họ đa phần là người nông dân, người ta sẽ trồng trong nhà lưới, cho nên là không có phun thuốc trừ sâu hay là thuốc gì liên quan hết các bạn. Cho nên là mình ăn thì mình cũng rất là an tâm đó. Người ta chỉ trồng được trong nhà lưới thôi. Bây giờ mình sẽ gọt trái dưa lưới này ra để mình ăn nha các bạn. Cái này thì mình sẽ dùng đi. Đây, dưa lưới thì mình sẽ cắt giống như là cắt dưa hấu vậy đó các bạn. Wow, rất là giòn luôn các bạn ơi, cực kỳ giòn. Dưa lưới thì bạn, những bạn nào đã ăn rồi thì cũng biết là cái mùi vị của nó thì cũng giống như là dưa gang thôi, dưa bở các bạn. Nhưng mà được cái thì nó ngọt sẵn rồi. Mình ăn không như dưa gang là mình phải dằm rồi mình trộn đường vô. Đó, ăn cực kỳ tiện. Đây mình sẽ bóc cái hộp ra cho các bạn xem bên trong ruộng nó như thế nào. Những bạn nào mà có đam mê trồng trọt đó, thì mình có thể lấy cái hộp này mình trồng được này các bạn. Đó, mình trồng nó cũng lên nha. Quan trọng là cái công đoạn là chăm sóc thì nó có ra trái hay không thôi. Đây các bạn ơi, thơm, nhưng mà không có thơm thơm nức nở, thơm nức mũi như là dưa gang nha các bạn. Đó, nó chỉ thơm nhẹ thôi. Đây các bạn nhìn nè, đây là phần ruột của nó là các bạn. Đó, rất là nhiều hạt và ruột là ruột ruột cam nha các bạn. Ruột cam. Đây, các bạn thấy không, rất là đẹp. Đây, sẽ để đây cho các bạn xem. Ăn rất bự, nó không còn được cân bằng đó các bạn, nó không đứng được nữa nè. Thôi mình sẽ cho nó nằm. Rồi, đây các bạn ơi, đây là một miếng dưa lưới. Tại sao gọi là nó là dưa lưới? Tại vì bên ngoài thì nó sẽ giống dưa hấu đó, nó tròn tròn, vỏ màu xanh xanh giống như dưa hấu, và bên ngoài vỏ của nó thì đây các bạn sẽ có những cái lằn đó, giống như là một cái lưới chùm xung quanh cái trái của nó vậy, cho nên người ta gọi nó là dưa lưới đó các bạn. Thơm, thơm nhẹ thôi. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Bây giờ mình sẽ cắt đôi nó ra để cho dễ ăn, cắt miếng nhỏ luôn các bạn. Đây, mình sẽ cắt một miếng nhỏ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ ăn. Cái trái này á thì cái vị ngọt của nó không có được đậm đà nha các bạn. Hôm trước á thì mình mua cái trái dưa lưới mà giá là 80.000 một ký thì nó chín hơn cái trái này và ăn rất là ngọt. Còn trái này thì nó chỉ mới ngọt nhẹ thôi. Còn các bạn nhìn cái ruột của nó nè, cái màu xanh, cái màu cam của nó thì còn nhạt, chưa có đậm đó. Khi nào nó chín đậm á, nó chín nhiều hơn á, thì mình ăn nó sẽ ngọt hơn. Còn cái trái này mình lựa thì nó hơi lạc, nó vẫn nó chưa được ngọt lắm nha các bạn. Ăn vô sốt sốt này các bạn, thơm thơm, ngọt nhẹ đó. Thì với giá thành là 50.000 một ký thì mình cảm thấy là cũng hơi là mắc so với nếu mà những bạn nào mà thích mùi thơm hơn, thích ngọt hơn do tự tay mình bỏ đường vô trộn, thì mình nghĩ với dưa gang hiện tại thì ngoài chợ người ta chỉ bán là 10.000 một ký thôi, nhưng mà ăn rất là thơm và rất là bở. Bản thân mình á thì mình ăn cái này cho tiện, mình ăn mình đỡ phải dầm, nhưng mà bản thân mình thì mình thích ăn dưa gang hơn các bạn, tại vì nó thơm hơn rất là nhiều luôn. Cái này nó chỉ hơi thơm thôi các bạn. Đây các bạn, cắt miếng như vậy, mình cắt như vậy để cho dễ ăn á.
những người mà không thích ăn ngọt nhiều quá thì mình có thể lựa chọn là mình mua dưa gan, à mình mua dưa lưới thay vì mình mua dưa gan về mình tự dằm, rất là tiện, ăn chỉ cắt giống như là cắt miếng cao giống như dưa hấu ăn thôi, mình không phải bào vỏ rồi bỏ hồn rồi bỏ đường vô dằm giống như là dưa gan, chỉ việc về lấy dao cắt ra ăn thôi rất là nhanh. Các bạn ơi, thì mình đã nếm đủ 3 loại trái cây mà mình mua vào tối hôm qua rồi. Thì mình cũng chia sẻ cái cảm nhận của mình khi mà mình ăn từng loại trái cây cho các bạn nghe rồi. Thì video của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.